lên đài nha. À, lên TV. Rồi, 6,800 RPM take off. Clear. So ready? Yeah. To go into sport mode. Đi vô sport mode. Tốc độ. Thử tốc độ. Xong chưa? Yep. Oh my god. Oh, yeah. Thôi lấy cái phone thử để thử tốc độ nè. 5 người ngồi trong xe để thử tốc độ coi không tới 100. Ford nó là 4.4 giây. Bây giờ bấm sao? Thì bấm cái stopwatch á. Rồi tới chừng thấy 1, 2, 3 cái nhấn rồi cái. Tại vì mình không có cái app để xài. Rồi, bắt đầu ha. 1, 2, 3 bấm rồi cái coi tới 100 coi là nó bao nhiêu second. Ừ. Rồi xong chưa? Rồi. Ok, let's go. 2, 3. Bao nhiêu giây? Hả? 3 second hả? 3 second. Nhanh vậy hả? Nhanh còn hơn cái kia nữa. 314. Dạ. Thì nó có khoảng 3 second hơn chút xíu á. Dạ. Vậy là khoảng 4. Dạ. Chứ súng bấm nó chạy cái này chứ đồng hồ này chạy lẻ quá hả? Thì tôi quay phim nè. Quay phim tôi coi đồng hồ đó. À bác quay thấy hả? Ừ. Gì đó. Mình coi theo cái đồng hồ đó. Thấy không? Trong khi đó ngoài có gió nữa đó với lại 5 người ngồi trong xe nữa. Này bằng Lamborghini là bóp cổ Lamborghini á. Đè đầu gãy cổ. Đè đầu gãy cổ luôn. Này Mustang của mình ở Nhật Bản. Đâu mà Mustang kia phải xài cái supercharger quá mày. Cũng không lại đâu anh. Ừ, chắc không lại đâu, phải 4 giây mấy. Đề 3 không lại đâu, nhưng mà nếu mà đi đường xa có thể là ví dụ đang chạy đường trường á mà đạp lên á. Ừ. Cái accelerate nó lại của mắt chị sẽ thì cái này nó power nó instant là nó nó có ở đó đạp cái là nó đi nhanh, còn cái kia nó phải sang số. Ừ. Chưa biết hết chứ nha. Đạp một cái nhức giật cái đầu rồi làm sao luôn. Xem đẹp cổ. Không thì đi speed boat hả? Xem đẹp cổ. Giống như đi roller coaster. Này đi giật nè. Cái này mùa đông mình chỉnh cho nó four wheel drive được không Thịnh? Thì cái này four wheel drive all time mà. All time luôn hả? Dạ. Yeah. Toàn thời gian là cái motor trước của nó là hai chạy hai bánh rồi mình có thể khóa lại được luôn. Vì nó leo nó off road rồi nó lock được phải không? Dạ nó có off road mode nè. Ở off road mode nó lock phải không? Lock lại cái differential nó được. Chạy ha. Dạ, chạy. Đây là another technician. Đây là one pedal drive. Bình thường đây. Đây là one pedal drive ở CD Philippines. Power nghe chuyện thôi. Nó tải anh thử nó có thể pedal one pedal drive. One pedal drive thì nó giật tại vì nhiều khi không có quen á. Không quen không giữ chân mà nó nhả ra cái xuống mềm lắm. Để cái đó mà để cậu chạy mình. Ồ, sao không gợi không? Power quá, sợ có 80. Nó nhẹ ăn cái lên 80 nè. Dữ dàng ha. Maximum luôn hả? Dạ. Thử hả? Chứ nếu mà đạp giống xe xăng tại mình không dám đạp tới xô tại
để nó tuôn bánh á. À, cho chú xuống tắp được lượn lại đi, lượn tắp được lại bên này đi, để con. Yeah, chơi liền nghe ta chơi liền tối phút và tới đồi kia đi, lấy cho biết cảm giác. Cảm giác nó ghê thiệt. Nó quay nó lẻ nữa. Nên là bắt rồi. Nó cũng đầy số nữa ta. You ready, guys? Mấy chiếc xe số á, là tốc độ cao nó vẫn đi nhanh được. Dạ. Ủa mà sao xe điện không được? Xe điện thì cái motor của nó quay tới đó rồi là nó không có đi nhanh nữa. Cái momentum nó không có mạnh không? Nó chỉ mạnh cái lúc mà bắt đầu 5 giây, nó nói là 5 giây. Initial speed. Momentum này lên trên thì số kia nó đạp phát lên. Nay thằng nào chịu nổi một phát một lên cấp 6. Mình là cái người lái đây nè, mà mình nghe cái ngực của mình nó khó chịu á. Mình nghe cái pressure nó bị cái g force nó ngợp cái. Mà gì mấy cái lót nó lên mà cỡ 6 7 gì crazy. Chẳng đâu đẹp ai. Có không? Máy xăng đâu, cái lưng đâu có ạch vô ấy được phải không? Cái gia tốc của nó không bằng. Máy sửa xăng mà mình đâu dám đạp kiểu này. Cũng ngừng mà bỏ cái ngừng bỏ kiểu như này. Là nó lấy mình cái RPM ra mà nó không lên được nhanh là ha. Rồi, em lái không? Bác Đạt thử cho biết cảm giác anh. Thử cho biết. Lên 180 đi. Chắc không lên đó đâu. Dạ yeah, rồi cũng khác. Này là vô ride phải không? Vô ride chạy hay sao? Dạ, yeah, yeah. Thì bình thường á. Bình thường xe đi sao nó. Cái này nó chậm ha. Cái này là sao nó thắng đi. Ra đây phải không? Hử? Cái này thinh nè. Ừ. Nhiều khi mình ngồi mình không có feel được giống như người ta lái rồi. Ngồi lái thì feel nó khác, còn ngồi thì khác. Nghe cái motor điện ở dưới kia nó rú lên. Giống như cái chiếc tụi nó làm cái chiếc Mustang Mach-E mà cái race á. Tiếng tim quá ông ơi. Cái chiếc đó đạp lên một cái nghe cái tiếng hú của cái chuyên kênh chi thi á hả? Dạ. Điện hả? Xeo bì. Điện hả? Sao hả? Điện. Xeo bì Mustang Mach-E. Vậy có thay sạch có vậy không? Sao sạch bình thường mà. Lên dốc đi đã nha. Lên dốc nó cũng bốc dữ hay nè. Chưa phải, có thay sạch nó chưa phải là. Nếu mà nó sạch bình đầy nó chạy bao nhiêu km được? Dạ. Sạch bình đầy á.
sạc đầy 500, sạc tới 100% luôn á. Nhưng mà ở đây thì mình ở trong cái screen đó set up limit sạc tới 90 thôi, là không muốn sạc đầy, sạc đầy thường nó không có tốt cho bình. Cho nên sạc tới 90, khi mà sạc tới 90 là sạc tới 90 là nó tự động nó cắt. Chơi mất luôn. Cái mấy chiếc mà có backup camera đó, mình câu trailer nó dễ lắm, không cần người khác coi. Ok rồi, feeling này. Ủa, đau quá.